Giờ đây chỉ với 499 triệu đồng thay vì mua mẫu Toyota Vios phiên bản MT 7 túi khí thì anh em đã có một sự lựa chọn khác, sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, đó là chiếc Honda City phiên bản E. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đối chiếu nhanh chiếc xe này với chiếc Toyota Vios phiên bản MT 7 túi khí để xem đâu sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn và hai chiếc xe này sẽ có những cái gì hơn kém nhau. Cái điểm khác biệt quan trọng đầu tiên mà tôi cũng đã vừa mới nói xong rồi, đó là Honda City phiên bản E với mức giá 499 triệu đồng thì vẫn sử dụng số tự động. Đó là một cái rất là đáng nói. Còn chiếc Toyota Vios là đã là phiên bản số sàn rồi. Đi vào chi tiết đi thì cả hai xe đều sử dụng công nghệ chiếu sáng halogen. Tuy nhiên thì Honda City sẽ nhỉnh hơn một chút ở việc là cái bóng chiếu gần ở đây thì được sử dụng cái chóa projector. Toyota Vios phiên bản MT thì hoàn toàn là cái bóng halogen thường, giống như cái phần đèn chiếu xa ở trên Honda City. Ở đây thì tôi vẫn nhìn thấy cái chi tiết đèn định vị LED. Tuy nhiên thì Toyota Vios ở tất cả các phiên bản đều có cái đèn sương mù LED, còn Honda City từ cái phiên bản thấp hơn phiên bản RS thôi là đã cắt đi cái chi tiết này rồi. Ở phía bên ngoài thì cả hai xe đều sử dụng vành có kích thước 15 inch, nhưng chiếc Toyota Vios ở tất cả các phiên bản thì sẽ có cái vành hợp kim, trông nó sẽ đẹp và tạo cảm giác sang trọng, đắt tiền hơn cái vành này khá nhiều. Thực sự là một cái chi tiết nho nhỏ này thôi nhưng mà nó làm cho cái ngoại hình của chiếc Honda City này tôi cảm giác là nó bị hạ xuống khoảng một bậc, hai bậc so với chiếc City bản G. Toyota Vios thì sẽ có phanh đĩa cả trước cả sau, còn Honda City trên tất cả phiên bản, kể cả phiên bản này thì là phanh đĩa trước, ở phanh sau thì vẫn sử dụng phanh tăng trống. Một cái khác biệt nữa đó là Vios đời mới nhất phiên bản MT thì cũng đã được có cái phần xi nhan tích hợp luôn ở trên gương rồi. Còn City thì vẫn là cái xi nhan được đặt ở bên chỗ vây cá như thế này. Ở phía sau thì cả hai xe đều có phần đèn hậu dạng LED. Tuy nhiên thì Vios sẽ nhỉnh hơn City một chút, đó là từ cái phiên bản thấp như vậy thôi thì cũng đã có hai cái cảm biến lùi ở phía sau rồi. Chưa kể các cái phiên bản cao hơn của Vios thì cảm biến thậm chí còn có cả góc sau và góc trước nữa. Chi tiết là như vậy, còn để nói một cách tổng thể về sự khác biệt của Honda City hay Toyota Vios thì chúng tôi cũng đã có làm những cái video rất là nhiều rồi. Tôi chỉ xin nhắc lại thôi, đó là đến năm 2020 thì City đã ra một cái phiên bản all new và có cái kích thước dài hơn đáng kể so với Vios, rồi những cái thông số kể cả chiều dài của trục cơ sở cũng nhỉnh hơn chiếc Toyota Vios. Thì nhìn cái chiếc xe này từ bên ngoài thì vẫn tạo cho chúng ta cái cảm giác nó dài hơn và trông nó đàn anh hơn nếu mà đặt cạnh chiếc Toyota Vios. Bước vào phía bên trong thì cái điểm mà tôi nhận ra khác biệt đầu tiên của hai chiếc xe này đó chính là phần màn hình ở đây. Vios kể cả trên phiên bản thấp nhất hiện tại thì cũng đã có phần màn hình Pioneer hẳn hoi, có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Còn Honda City thì ở cái phiên bản thấp nhất này thì không còn màn hình nữa mà thay vào đó là một cái đài FM. Cái này thì chắc chắn phải thay rồi, tôi đã nói trong cái video trước rồi. Toyota Vios phiên bản MT thì cũng đã được ghế bọc simili rồi chứ không còn là bọc nỉ giống như trên City nữa. Cái này có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến ở trên Mese cho rằng là bọc simili thì thà là bọc nỉ còn hơn, nhưng mà cá nhân tôi trải nghiệm thì tôi thấy là kể cả bọc simili thì nó vẫn tạo cái cảm giác là mát mẻ và đặc biệt là sạch sẽ hơn so với nỉ. Phần nỉ này đa số là anh em về sẽ bọc lại thôi, tôi nghĩ là như vậy. Cả hai xe thì mới có phần điều hòa là điều hòa chỉnh cơ thôi. Tuy nhiên thì trên City tôi sẽ đánh giá cao hơn một chút, bởi vì là các cái cấu tạo nút bấm ở đây, các cái phím xoay ở đây không khác gì với phần điều hòa tự động ở trên các phiên bản cao cấp hơn cả. Còn trên Toyota Vios thì những cái phiên bản mà sử dụng điều hòa cơ thì là những cái nút vặn trông nó không được tinh tế giống như trên City. Cả hai xe thì đều được sử dụng vô lăng Uratan và các cái nút bấm thì cũng đã lược giản đi so với những cái phiên bản cao cấp hơn rồi. Honda City phiên bản này thì có đề nổ rồi, còn Vios phiên bản thấp nhất thì vẫn dùng chìa cơ. Về trang bị an toàn thì Honda City bản này chỉ còn 4 túi khí thôi, sẽ bị cắt đi 2 túi khí so với những cái phiên bản cao cấp hơn, phiên bản RS. Còn Toyota Vios phiên bản MT mà có mức giá khoảng loanh quanh khoảng 490 triệu, giống như tương tự như chiếc City này thì sẽ có 7 túi khí. Đó là số lượng nhá, còn nổ hay không thì tôi không biết. Cái đấy thì anh em có hỏi thì tôi cũng chịu, bởi vì tôi không có cơ hội để thử nghiệm. Về độ rộng rãi thì hai xe cũng như nhau, cái này thì chúng ta đã nói với nhau rất nhiều trong những video trước rồi.
Như vậy trong video ngày hôm nay tôi đã cùng anh em điểm nhanh cái sự khác biệt của Honda City phiên bản E và chiếc Vios phiên bản MT 7 túi khí. Có thể thấy là trong tầm tiền này nếu không thích số sàn như Vios MT thì chúng ta hoàn toàn đã có Honda City số tự động rồi. Và cái động cơ, cái sức mạnh thứ là không khác gì so với những cái phiên bản cao cấp hơn cả. Tuy nhiên đổi lại so với chiếc Vios số sàn thì Honda City phiên bản này cũng thiếu đi khá nhiều trang bị. Và tôi vẫn đánh giá là chiếc Vios là sẽ có một số những trang bị nhỉnh hơn. Anh em nghĩ sao về hai mẫu xe này? Với cùng tầm tiền này thì anh em sẽ chọn Vios MT hay là City phiên bản E? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe, bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.